dành ra vài giây để chia sẻ đường link của trận đấu cũng như là chuyển video định dạng của trận đấu ngày hôm nay đang sang chế độ Full HD 1080. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trận đấu này qua sóng livestream. Xin chào khán giả Minh Nhật đang gửi là pha xoay trở của số 18 Vương Neymar. Hương Ba Đề, một cuộc đối đầu rất thú vị giữa Hương Ba Đề và các cầu thủ bên phía đội bóng Rio United, khi mà cầu thủ áo số 10 của bên kèm Trung Huyền cũng là một thành viên của câu lạc bộ Rio. Xin chào Tùng Ten, đang dành lời chúc đến anh em Rio sẽ giành được chiến thắng. Xin chào Lương Ngọc Bảo Hà, đã cổ vũ cho câu lạc bộ Rio giữ cơ hội dành cho các thủ đó. Và dứt điểm chuẩn xác, tình huống đa chân đến từ vị trí của Ngọc Trừng. 1-0 dành cho Rio United trong pha phối hợp vừa rồi. Pha xử lý rất bình tĩnh của cầu thủ áo số 6. Xin chào Tùng Ten, đang dành lời chúc đến anh em Rio sẽ giành được chiến thắng. Xin chào Lương Ngọc Bảo Hà, đang cổ vũ cho cầu thủ Rio United, cơ hội dành cho các thủ đó. Và dứt điểm chuẩn xác, tình huống đa chân đến từ vị trí của Ngọc Trừng. 1-0 dành cho Rio United trong pha phối hợp vừa rồi. Pha xử lý rất bình tĩnh của cầu thủ áo số 6 trong trận đấu này. Một lần nữa thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta theo dõi trận đấu, hãy dành ra vài giây để chia sẻ đường link của trận đấu này. Đường truyền là hơi mạnh so với đà di chuyển của Kỳ Nani. Cầu thủ đường truyền lên khá ý đồ nhưng bóng chưa vượt qua được vị trí của hậu BB. Và dứt điểm từ xa, thiếu bảy, thêm một pha ra chân nữa nhưng vẫn chưa thể đủ khó để có thể đánh bại được, không vượt qua được Ngọc Trừng. Phản công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Rio United. Hiểu núi dứt điểm, và dứt điểm bằng chân trái không thành công, nhưng pha dứt điểm vừa rồi nó cũng mang lại một quả đá khá mỏng. Từ đó thì với Rio United bên ngoài sân lúc này họ còn có nhiều hơn một tổ đấu. Và đánh đầu, nỗ lực bật cao đánh đầu đến từ vị trí của Kỳ Nani. Đường truyền khá hay, cơ hội dành cho Vương Neymar, quá đơn giản dành cho tình huống dứt điểm của số 18 và tỷ số được xem bằng 1-1. Đường truyền kiến tạo là của Hiếu 7, Hiếu 7. Đường truyền khá hay, cơ hội dành cho Vương Neymar, quá đơn giản dành cho tình huống dứt điểm của số 18 và tỷ số được xem bằng 1-1. Đường truyền kiến tạo là của Hiếu 7, Hiếu 7. Vẫn còn Nhàn Đại Đế, một pha đặt lòng chuẩn xác của Nhàn Đại Đế, tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Rio United. Và xử lý hay của số 71, một cầu thủ đa năng bên phía đội bóng Rio. Vẫn còn Nhàn Đại Đế, một pha đặt lòng chuẩn xác của Nhàn Đại Đế, tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Rio United. Và xử lý hay của số 71, một cầu thủ đa năng bên phía đội bóng Rio. Hương Ba Đê, à, một bóng quen thuộc của Hương Ba Đê, một pha dứt điểm. Chúng ta có thể thấy được việc sân trần bóng ướt nó đang ảnh hưởng khá nhiều đến những tình huống bắt bóng của thủ thành hai bên. Này thì Hồ Tạc đã bật lót kịp thời. Ngọc Trừng, đó là Ngọc Trừng. Và căng ngang, đánh đầu. Và đánh đầu lần này của Nhàn Đại Đế đã đưa bóng đi trên không dọc, quá đáng tiếc dành cho số 71. Này đây thì việc lựa chọn tấn công vẫn là những pha dứt điểm từ xa, một pha dứt điểm rất nguy hiểm. Rất tiếc là đồng đội ở phía trên vẫn không thể hiểu nổi. Vẫn còn Nhàn Đại Đế, chân trái, pha dứt điểm treo góc, bóng đi chệch cột dọc, quá đáng tiếc dành cho Nhàn Đại Đế trong pha xử lý vừa rồi. Không có thể theo kịp, mặc dù vậy thì bóng cũng đã khẽ chạm vào người một cầu thủ đỏ và trôi hết từ biên ngang. Dứt điểm cũng vẫn đi vọt xa. Đúng là lúc này hai đội đang tung ra khá nhiều. Hiểu Seven, và dứt điểm vẫn là hơi nhẹ nhưng bóng vẫn còn, bóng vẫn tiếp tục. Tỉnh De Gea đã che chắn kịp thời. Sân trường bóng ướt nó đang ảnh hưởng rất nhiều đến quả đá phạt nhanh của các cầu thủ áo xanh. Hữu Ba Đê không được.
khắc nghiệm. Đường truyền Nhàn Đại Đế, vẫn đang là Nhàn Đại Đế, cơ hội và dứt điểm không thành công. Một pha lao ra khá hợp lý nữa của Công Linh. Khắc nghiệm đường truyền khá hay, Nhàn Đại Đế, Nhàn Đại Đế và dứt điểm nữa của cầu thủ áo số 71, nhưng vẫn đưa bóng đi không chuẩn xác. Một pha dứt điểm rất tốt, trận đấu đã trở về và xuất phát hai đều. Và là trận rất hay của cầu thủ áo số 6, đó là vị trí của Hữu Nghĩa. Một pha dứt điểm rất tốt, trận đấu đã trở về và xuất phát hai đều. Và là trận rất hay của cầu thủ áo số 6, đó là vị trí của Hữu Nghĩa. Rất hay, một tình huống thoát lập sinh rất hay của Hương Ba Đê. Đây là Hương Ba Đê, đường truyền về vị trí cục 2, nhưng pha dứt điểm cuối cùng thì lại đưa bóng đi không chuẩn xác. Quá đáng tiếc dành cho pha chạm bóng của số 9, đó là Sơn Ha Sa. Trận đấu này là Hiếu Seven và Hương Ba Đê đều đang hoạt động có thể nói là rất năng nổ. Ngọc Trừng, đường truyền khe rất hay, bóng đã đi ra ngoài. Hai cầu thủ áo đỏ đã không thể có được một bước xử lý. Bản hợp vẫn chưa thể mang lại độ chuẩn xác hoàn toàn dành cho các cầu thủ hai đội. Nhưng lúc này cơ hội đang được tạo ra dành cho các cầu thủ áo xanh. Và phối hợp rất hay, tình huống can thiệp rất kịp thời của số 72, vị trí của Thiện Hoài. Tình huống có mặt rất kịp thời, đó là vị trí của Minh Quân. Các cống của Hồng BB, Nhàn Đại Đế, không mô tạc. Quyết định dứt điểm đưa bóng đi quá cao so với khung thành của tỉnh Đờ Gia. Đó là một tình huống xử lý. Cầu thủ áo xanh đã không hiểu ý nhau, cơ hội Nhàn Đại Đế và sự trợ không thành công. Cầu thủ tạc đã có một tình huống cắt bóng rất nhanh để đây là Hậu BB. Hậu BB, như vậy là bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Rio United, và đó là bàn thắng của Hậu BB. Một bàn thắng cũng có đôi chút may mắn dành cho Hậu. Đây là Hậu BB. Hậu BB, như vậy là bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Rio United, và đó là bàn thắng của Hậu BB. Bàn thắng cũng có đôi chút may mắn dành cho cầu thủ đứng trước quả đá phạt này. Quyết định dứt điểm thắng rất nguy hiểm, tỷ số được xếp bằng 3 đều. Quá hay, vẫn là cái tên Hữu Nghĩa. Một pha dứt điểm rất hiểm hóc của Hữu Nghĩa đã mang về bàn thắng. Cầu thủ đứng trước quả đá phạt này. Quyết định dứt điểm thắng rất nguy hiểm, tỷ số được xếp bằng 3 đều. Quá hay, vẫn là cái tên Hữu Nghĩa. Một pha dứt điểm rất hiểm hóc của Hữu Nghĩa đã mang về bàn thắng. Hữu Seven, pha đảo chân của Hữu Seven nhưng đang có những bất lợi khi mà mặt sân lúc này đang rất trơn, nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến. Lại thêm một tình huống ra chân từ khoảng cách khá xa nữa, lần này là pha dứt điểm của Hữu Nghĩa nhưng bóng đã đi không chuẩn xác. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha phối hợp đầy đủ của hai cầu thủ áo đỏ trong pha phối hợp dẫn đến bàn thắng. Thì ngoài truyền cho Nhàn Đại Đế, Nhàn Đại Đế trả bóng về, và sau pha dứt điểm cuối cùng thì ngoài đã có một pha đánh đầu để mang về. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha phối hợp đầy đủ của hai cầu thủ áo đỏ trong pha phối hợp dẫn đến bàn thắng. Thì ngoài truyền cho Nhàn Đại Đế, Nhàn Đại Đế trả bóng về, và sau pha dứt điểm cuối cùng thì ngoài đã có một pha đánh đầu để mang về bàn thắng thứ tư. Không có được bàn thắng thứ năm dành cho Rio, vẫn còn rất khéo léo. Hương Ba Đê, và treo bóng của Tam Sa này. Số 19 vừa được tung vào sân và quả bóng đã trôi hơi sâu. Tam Sa này điều chỉnh dài lên phía trên khá hay. Hướng Ba Đê, Hướng Ba Đê và đặt lòng ngay của cầu thủ mang áo số 10 khi mà các đồng đội vẫn chưa kịp thời hỗ trợ lại tình huống này. Như vậy sai lầm đến từ vị trí của Kỳ Nani lại tình huống này. Như vậy sai lầm đến từ vị trí của Kỳ Nani.
cầu thủ bên phía đội bóng bánh kem Trí Nguyên, họ đang bị nani vẫn còn Thiện Oai, và sẽ bóng chuẩn xác của Thiện Oai. Lại một lần nữa thì Rio United họ lại có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 5-4. Kỳ nani vẫn còn Thiện Oai, và sẽ bóng chuẩn xác của Thiện Oai. Lại một lần nữa thì Rio United họ lại có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 5-4. Hậu bê bê và những điểm đưa bóng về trên công dọc. Vẫn đang số 72 Ngọc Trừng, một quả chạy bóng khá đầu Minh Quân, và đánh đầu đưa bóng đi trên công dọc. Kỳ Nani không có được bàn thắng. Lúc này đây số 17 cần phải nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng và sửa sai. Nếu không có đường chuyền khá hay. Vẫn còn bóng vẫn tiếp tục hướng ba đi 5-0. Lại có sai lầm đến từ phía các cầu thủ đỏ, nhưng lần này đường chuyền khá hay. Vẫn còn bóng vẫn tiếp tục hướng ba đi 5-0. Lại có sai lầm đến từ phía các cầu thủ đỏ, nhưng lần này đó là một quả treo bóng về phía khu vực khung thành của Lê Luân. Và là chân vừa rồi là của trung vệ đội trưởng Hồ Mô Tạc, vừa rồi đó là cột số 27, vị trí của anh Khoa. Vẫn là anh Khoa Ngọc Trưng, rất hợp lý. Ngọc Trưng và đội bóng bước một lại không thành công. Quả đang tiếc dành hai đội, mặc dù đang chơi máu lửa và kịch tính, nhưng sau những pha phạm lỗi lúc này đây, hai đội vẫn đang cho thấy được một tinh thần rất fair play. Anh Khoa, hậu bê bê. Hữu Núi, Thành Công Linh vẫn đang cho thấy hành lang cánh phải và hướng tấn công của các cầu thủ bánh kem Trí Nguyên. Hữu Nghĩa và những điểm không thành công, quá đáng tiếc. Bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ xanh. Vẫn còn lại là một điểm chạm đã dành cho các cầu thủ áo xanh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha dứt điểm trước hiểm hóc của Hữu Nghĩa, nhưng không đánh bại được Lê Luận. Vẫn còn và là chân của Tam Sa nhà đại đế. Một quả chơi bóng khá hay đánh đâu, không có bàn thắng dành cho Kỳ Nani. Tiếp tục, cuối cùng thì đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Rio United 6-5. Kỳ Nani đã góp công trong bàn thắng này. Tình huống sửa sai của số 17 và người nhà đại đế. Một quả chơi bóng khá hay đánh đâu, không có bàn thắng dành cho Kỳ Nani. Tiếp tục, cuối cùng thì đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Rio United 6-5. Kỳ Nani đã góp công trong bàn thắng này. Tình huống sửa sai của số 17 và người số 8 Bảo Cô Ca. Cơ hội Tam Sane, đường chuyền khá hay, cơ hội dành cho số 10, không vào. Và xử lý tốt của Hương Ba Đê, nhưng Trừng, đường chuyền khá hay. Bóng trôi hơi sâu và hơi khó dành cho vị trí của số 10. Cầu thủ áo xanh họ đang tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng. Một pha ngoe bóng không thành công của Hương Ba Đê. Cơ hội đã trôi qua chứ. Khi đó thì Lý Quỳnh đang giành lại chút dành cho bình luận viên, và Vinh Song Lam đang có lợi chút dành cho anh em Rio. Không có được một điểm chạm dành cho các cầu thủ áo xanh trong nỗ lực vừa rồi. Phản công lúc này dành cho các cầu thủ áo xanh. Thứ 7 ghi điểm ngay và ghi điểm chuẩn xác, tỷ số được sang bằng 6-0. Xử lý hay. Công lúc này dành cho các cầu thủ áo xanh. Thứ 7 ghi điểm ngay và ghi điểm chuẩn xác, tỷ số được sang bằng 6-0. Xử lý hay của Trình Mã Ngoài khá hay.
Và được góc là của Hương Mai đây. Bàn thắng thứ 7 dành cho bán kem Chí Quyền. Quá hay. Quả phập quá hay trong quả bom vừa rồi. Và Cuộc truyền máu ngoài khá hay. Và được góc là của Hương Mai đây. Bàn thắng thứ 7 dành cho bán kem Chí Quyền. Quá hay. Quả phập quá hay trong quả bom vừa rồi. Và người ghi bàn là vất vả nữa dành cho tỉnh đời kia. Các bóng hay. Anh Khoa, cơ hội thiện quay. Nỗ lực dứt điểm không thành công của Kỳ Nani. Quá đáng tiếc. Đội bóng khá khéo léo của Hương Ba Đề đã không thể vượt qua được các cầu thủ áo đỏ. Thiện quay không vào. Lúc này thì các cầu thủ bên phía đội bóng banh kem Trung Nguyên đấu hay đến từ phía vị trí của thủ thành áo số 1, đó là Công Linh. Pha đánh đầu. Thiện quay vẫn còn dứ điểm không vào. Bóng vừa rồi đã chạm sàn ngang. Cuối cùng cũng đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Rio 7-0. Đó là số 12 Minh Quân. Bảy đều hay đến từ phía vị trí của thủ thành áo số 1, đó là Công Linh. Pha đánh đầu phía ngoài vẫn còn dứ điểm không vào. Bóng vừa rồi đã chạm sàn ngang. Cuối cùng cũng đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Rio 7-0. Đó là số 12 Minh Quân. Bảy đều. Trận đấu đã trở về và xuất phát và xử lý hay của anh Khoa. Bộ ba tấn công của các cầu thủ đó không được, không có được đường truyền dành cho Kỳ Nani hay là Thiện Ngoài. Quá đáng tiếc.